anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé các bác nhá. Hôm nay em lên cho các bác một em họa mi dáng ngũ trường các bác nhá, bộ to. Đấy các bác nhìn này, chim hót gật cù múa lân các bác nhá. Rất là cao cầu luôn các bác. Em này thì chim tuần khoảng 85% các bác nhá. Ống bộ đẹp, đầu mặt đẹp các bác. Lông rất là sáng luôn các bác. Dày. Chân này qua này. Chim này khoảng tầm 25 lồng các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé, theo số điện thoại là 097 46 48999 các bạn nhé. Ngoài chim họa mi ra thì bên nhà em có các loại chim khác, và cũng như kiểu là có cám các bạn nhé. Cám thì có rất là nhiều các loại cám luôn. Cám thì có cám chòe lửa, chòe than, cám mi, cám khiếu các bạn nhá. Cám chào màu. Đấy. Anh em yên tâm về chất lượng các bạn nhá. Cám thì anh em dùng anh em thích luôn. Người rất là dài luôn các bạn. Nhà em ổn như thế mà có chim này vẫn hót quá ạ. Chim dài miên man luôn các bạn. Thank you.
Dài chưa các bác? Đẹp chưa các bác ơi? Em này thì em cũng quay được 10 phút rồi các bạn. Anh em nào cầu kết thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 các bạn nhé. Nói chung là chim thì nó có như nào thì em quay như vậy các bạn nhé. Móng bộ rất là đẹp luôn, đầu mặt rất là đẹp các bạn nhé. Em xin phép và dừng clip ở đây này. Xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau. Bye bye tất cả mọi người nhé. Bạn nào mà cầu kết thì cứ alo cho em nhé. Nói chung là con chim quá là ok luôn các bạn. Xin chào tất cả mọi người nhá.